học hay chơi như thế nào là những cái đó thì bạn bạn quan trọng. Còn em thấy ở Indonesia thì người ta tất cả các dù đi đâu văn hóa như thế nào thì nhạc nhạc gamelan lắm luôn luôn thể hiện trong cái văn hóa nhạc của người ta. Can you understand me? You know that I would like to say something. That gentleman, young man, he would like to ask me, you know, because he studied in Indonesia. He stayed there for some years, and he discovered that in Indonesia, all the young people can play the gamelan. Very good, you know, the traditional instrument. Everyone, you know, the kids can play the gamelan from the villages to this urban areas. Everyone can play it. Why in Vietnam that no one, you know, can play the traditional instrument? Why? One solution. In Vietnam, you know, the whole country, there's only three concerts. Hanoi, Hue, and Ho Chi Minh City. And the country is so long and so numerous, you know, the population is so big, nearly 95 million people. And we only have three conservatories. So how can you learn the traditional instrument because there are only three? And they have a very few teachers in France, where I've stayed for 53 years in France. There are 6,000 conservatories. 6,000. And in my town, only 20,000 people. There are one music school, it's not a conservatory, it's a music school, and there are 50 teachers, 700 young children who learn to play the violin, piano, guitar, something like that. Because of this, we are in France, we are not in Vietnam. So in that case, there's only one solution, try to ask the government to create many music school where the people can learn without paying a lot of money, and to introduce the musical instruments in that, to learn how to play the fiddle, the zither, and the drum, and so on and so on. And it's very easy because you can learn, you know, the zither if you have the instrument 1 month before. You know, I play many instruments, so I can learn very quickly. And you play, you know, the drum. You know, the drum is, you know, the 2 beats, 3 beats, and the combination of the different beats. Because in Vietnam, we have the system like in India. We have the formula, when you know the onomatopoeia. We have enough, you know, you have the 2 sticks. Sticks, and like this, you have to beat like this in the middle of the skin. Tong, tang long, and other matters, tang, kerang, cut, cut, terak, sam, tet, ru. Tong, long, tang, kerang. And then we have 8 beats. Cut, 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 tum, ru. Cut, tum, ru. Cut, rat. Cut, 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 tum, ru. Cut, tum, ru. Cut, rat. Run, turn, 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 run, turn, 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 you can do that, and that tong tang tong 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 tang tong 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 tang tak tang tak tang tak tak tong 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 tang tong 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 tang tak 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 tong 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 tang. Then we can recite it, and then we can play, transmit it to the hand, and then you can play the music. This is how we can improvise the rhythm, improvise the melody, and improvise together. You know, in the whole group, we can improvise. You know, it's very easy, and we must have the
one leader, one person who encourages to gather many people, all the young people together, encourage them, give them the possibility to invite a musician to come to your house, and then like a pantomime, etc. And then you come, you go to learn. And then in 1 year you have a very good group of musicians, you can improvise, and he, Dr. Nyang, will bring you to Malaysia, to Singapore, to Thailand, and to take part in the big festival of the young people in Southeast Asia. Con có hai cái gọi là để tiếp lời của giáo sư Trần Quang Hải, qua cái khía cạnh mà về Đông Nam Á học thì giáo sư có hiện tại cũng nhấn mạnh một cái vấn đề là chẳng hạn như theo cái những cái bài nghiên cứu của ông George Sedes thì ông gọi một số quốc gia của Đông Nam Á gọi là Indianized State, Sedes giải thích là cái đường mà đi đến thì thường thường là cái con đường thương nhân của những người từ Ấn Độ qua, sau đó họ mới cái tiến trình đi xuống tới Mã Lai Đa đảo, đi xuống đến Indonesia. Thì là ông Anthony Reed cũng có nói là từ cái vùng đó đi trở xuống đó thì là gọi là the land below the wind, tức là một cái bậc những cái dải đất mà nằm ở phía dưới cái gió mùa. Thì trong những cái gió mùa mà đi thường niên đó thì là có lẽ là những thương nhân, có những người mà tôn giáo nó đi thẳng từ bên Ấn Độ, đi ngang qua Myanmar, đi ngang qua những nước đó. Vì vậy đó thì là cái nguồn mà Nam Tông, cái nguồn mà Theravada đó nó đi chắc ngang qua, thì hiện tại bây giờ nó có cái đường gọi là cái đường trục từ bên từ Huế mà đi thẳng qua tới Savannakhet, đi ngang qua Bukhan, từ Bukhan đi ngang qua bên Luân tới là Thái Lan. Thì những cái vùng đó nó có một cái ảnh hưởng như là giáo sư đã nói, là cái phần Đông Nam Á, cái hồn, cái core, cái soul của Đông Nam Á, thì mình làm cách nào để mình thể hiện cái đó, là mình muốn là một cái phần như là giáo sư nói, là cái identity of Asian and Southeast Asia. Còn một cái phần nữa mà về vấn đề xã hội mà mình nhìn ra hỏi tại sao mà tự nhiên cái nguồn âm nhạc của Việt Nam mình không được thể hiện và không được khích lệ đó, thì tôi nghĩ là có thể là một phần là tự nhiên trong cái năm mà mình bị Bắc Triều họ đưa tới một cái lối nhìn Khổng giáo, và không lối nhìn Khổng giáo đó thường thường là nói người ta xứ ca vô loại. Trong những cái xứ ca vô loại đó thì là trong những cái ngành nghề, trong những cái văn chương hay là trong những cái bài viết, trong những gì đó, thì thường thường mình nói là nếu như mà có đứa con mà nó ôi con thích nghề ca hay con thích nghề di diện, thì là bố mẹ không bao giờ mà cho con mà những cái đó thôi. Thành ra cái hệ mà âm nhạc mà để mà đi thì là nó không có đó. Trong khi đó những nước Tây phương đó, thì trong những cái lớp học mà bắt đầu từ là đại học, nhà lớp học đại cương, tức là giáo dục đại cương không đó, anh Hưng biết mà cái gì là ở trong cái 2 năm đầu của curriculum của giáo trình đó, luôn luôn có music appreciation, luôn luôn có làm cách nào mà mình hiểu được về cái vấn đề âm nhạc và cái vấn đề cách nào đó. Và trong những cái lớp mà học âm nhạc là có thể nói introduction thôi, tức là bắt đầu về guitar hay là bắt đầu những cái gì đó, thì là những cái môn học đó đều được những cái tín chỉ hay là mình gọi là đơn vị học unit để mà có thể đi vào trong cái giáo dục đại cương. Thành ra vì vậy đó, trong cái giáo dục của mình thì mình phải sửa lại cái vấn đề, cái curriculum của mình, cái giáo trình của mình. Cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa là trong cái xã hội của mình bây giờ phải nâng cao cái vấn đề về âm nhạc. Đi bên những nước khác thì là âm nhạc nó rất là trọng vào những tên tuổi như là Tchaikovsky hay là Debussy chẳng hạn, thì được trọng vào. Trong khi đó bên nước Việt Nam mình luôn luôn là xứ ca vô loại. Cô về một hai phía không? Dạ, xin. 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 Dạ, xin.
Thái Bình Dương đi từ phần dưới đi. Ông bố cha lập ra, cháu con dựng dưới.
Đó. Ngay chỗ ngồi của tôi. Cúi đầu đi con. Dạ. Ngay chỗ ngồi của tôi. Thế nào? Dạ. Ngay dưới này. Cháu ơi. Cháu ơi. Đây luôn. Cháu một chiếc rất là ngắn. 30 giây. Và sau đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một tiết mục hát ngơ để vinh danh món phở của Việt Nam theo điệu cò đã và lý chim xanh qua phần trình bày của bạn Thi Sơn. Xin mời bạn Thi Sơn. Thank you.
Thank you.
Okay, I'm going to introduce myself. I'm from Myanmar, and my name is, you can call me Hao. Hao? Yeah, Hao. Yeah. Same as Xie. Hao, yes. The pronunciation is the same. Okay, so we three are working together. He's my colleague and I'm my wife. So, actually we are engineers, so actually we love music, but we're not really familiar with the music. The talk is really interesting and really nice to meet and really knowledgeable for us. Prosperity.
you can sense it. Con có bay lạ.